chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đi lại ngân hàng để làm công chuyện. Và cái phía bên đối diện ngân hàng là cái quận chính. Cái quận chính này á, nó bao gồm nhà đất, giấy tờ, hồ sơ các kiểu đó. Nó không phải là cái ủy ban quận nha, mà là mình không biết gọi tiếng Việt là gì luôn á. Nhưng mà nó rất là lớn. Đây, mình xem nó có rất là nhiều tầng ha. Thì ai muốn ly hôn hoặc là tố tụng hay là cái gì đó thì có thể đến đây để mà làm hồ sơ hoặc là kiện tụng, khởi tố bị chồng đánh hay gì đó. Còn ủy ban xã là nó có một cái riêng nữa nha mọi người. Ủy ban xã là cái nơi rút giấy tờ để kia đồ. Bên này nhận số hộ khẩu để kia đồ, nó không có phải là nằm trong một cuốn sổ, mà mỗi khi mình cần xài á thì mình phải đi ra mình rút. Và trong thời hạn 3 tháng, nếu quá thời hạn thì mình phải đi rút tờ khác nếu như mình cần sử dụng tiếp. Bây giờ mình sẽ đi lại ngân hàng. Hôm nay thời tiết rất là đẹp luôn. Hiện tại là 19 độ C. Mình đã có cảm tưởng là mùa hè đã đến rồi đó, rất là nóng. Đi ra ngoài trời nắng rất là nóng. Thời tiết rất là đẹp, ấm áp. Ngày mai thì sẽ có mưa một ngày thôi. Còn đây là cái ngân hàng nông nghiệp, nơi mà các chị em người Việt đến để gửi tiền người Việt Nam. Đó. Mình sẽ đứng xa xa ra để quay cho mọi người xem cho kỹ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô đây để làm công chuyện một chút xíu. Ở trong này có một chị bảo vệ, có dắt cái súng nhỏ nhỏ thì ghê lắm. Bảo vệ là nữ giới, dắt súng nữa, rất là quay. Này là bên trong ngân hàng. Bữa nay vắng khách quá, không có ai chân á. Thường ngày mà mình lại ha là cả chục người đứng đợi vậy đó, phải đợi cả chục người mới tới lượt mình, mà sao bữa nay vắng que luôn, không có ai chân. Trời ơi, công nhận đã dễ sợ, như là thiên đường của mình luôn vậy đó. Thật ra phụ nữ hàng không phải ai da cũng đẹp hết trơn á mọi người. Như cái chị nhân viên đang làm công chuyện giùm mình nè, da mặt chị ấy không có được đẹp lắm. Mũi hơi bị mụn cám đồ này kia. Bà kế bên cũng vậy. Chứ không phải là ai cũng trắng mịn hồng hào đâu mọi người ơi, tùy người nha. Mấy cái dãy ghế, cái con mà đầu đen, áo xanh, quần đen đang đứng đó là mình đó mọi người. Ở phía trên người ta có để một cái tivi để cho bắt thời sự được cho mọi người xem. Sau khi đã làm xong công chuyện thì bây giờ mình đi chạy dài về. Phía trước này là một cái cửa hàng, một cái quầy
cái xe bán bánh bánh gì, bánh hoa cúc, một loại bánh của ngày xưa mà các bà các mẹ đã từng rất là yêu thích. Và bây giờ cái bánh này không có bán nhiều đâu, hình như là đây là điểm duy nhất chỗ quận mình ở bán nè, và mới mở luôn hay gì đó. Mọi người có thể thấy là 1.000 won là 5 cái bánh. Để mình sẽ vô mua thử xem như thế nào nha. Bánh có hình dáng của hoa cúc và được ra đời vào khoảng những năm 1960, chắc cũng mấy chục năm rồi đó. Cúc hoa mẫu giang như mạnh rồi á. Cúc hoa mẫu giang. Cúc hoa quốc. 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 그 전에도 나올 수 있다 우리가 기억을 못 해서 그 전에부터 그지 이제 60년대 1960년대 나왔을 때 나왔다 쿠더라 손님이 그 어 내 난 태어나도 안 했는데 공개네 이거 성공에 아마 아줌마 혼자 뿌리에요 안고들한 국밥빵은 이거 빼야지 이제 다른 데 하는 거는 풀빵 안고 없는 거 그냥 풀빵 풀빵 국밥빵 안고 있는 건 내만 있어 카드 됩니다. 카드? 네. 와, 카드도 돼요. 대박. 가게 신기나. 천원도 주세요. 아마 3천치? 네네. 천원도 천천히 해도 돼요. 수고하셔. 안녕하세요. Trong đó là cái khu nhà lòng chợ đó mọi người. Ở đây cũng là cái chợ nữa nè. Nhưng mà chợ cũ, cái chợ mình hay đi mỗi ngày là cái chợ mới nha, thành lập chắc khoảng mười mấy năm nay. Cổ chợ là chợ hồi xưa, cái chợ này ít người đi hơn là ở chợ dưới kia. Và hai cái chợ này cách nhau khoảng 200 mét. Cô chú này bán bánh con mực nè mọi người. Mùi nơ ban, bánh mực. Để xem là bánh mực ông bán như thế nào nhé. Mình nghĩ là ở, chắc là ở trong cái nhân là con mực á. Wow, rất là điêu luyện mọi người, cái tay ổng kìa. Rồi bây giờ mình đi về đi, sắp tới giờ đón thầy Hô rồi, đi về đón nó luôn. Hôm nay mình quay tới đây thôi, cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Xin chào tạm biệt và nếu như thấy thích thì nhớ nhấn subscribe giùm mình nha. Cảm ơn mọi người, bye bye.